Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ ngày hôm nay, Vân Anh sẽ được giới thiệu đến quý vị hai khuôn mặt rất là quen thuộc trong các sinh hoạt văn nghệ tại San Diego của chúng ta. Đó là nam ca sĩ Dương Nghi và bên cạnh anh Dương Nghi là nam ca sĩ Chí Thái của ban nhạc The Mystic. Trước hết thì chào anh Nghi và anh Thái. Xin mến chào Vân Anh. Xin chào Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, anh em chúng tôi thì gặp nhau rất là thường trong các sinh hoạt văn nghệ tại San Diego. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong dịp cuối năm, chúng ta sắp bước vào năm mới rồi phải không anh? Đón cái Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh sẽ giới thiệu đến quý vị về những sinh hoạt văn nghệ của ban nhạc The Mystic mà anh Chí Thái là trưởng của ban nhạc phải không ạ? Anh Chí Thái ơi, anh có thể cho biết là ban nhạc The Mystic của chúng ta đã được thành lập từ bao giờ là anh? Ban nhạc Mystic hình như là được thành lập tháng 2 năm 2015. Dạ vâng, ngay từ hồi nhỏ hay là từ lúc nào mà anh đi vào lĩnh vực âm nhạc và anh cảm thấy anh thích đi vào âm nhạc vậy anh? Thì thật tình là trong gia đình thì mấy anh em chơi nhạc từ nhỏ. Dạ vâng. Nên tôi được cũng như được rèn luyện trong lò vậy đó. Thì nếu mà Văn Anh không trên bài quý thính giả không biết thì tôi là em ruột của anh Chí Tài. Dạ vâng. Nên từ nhỏ mấy anh em anh Chí Thiện, Chí Tài với tôi chơi nhạc, nhưng mà lúc mà năm 75 khi bị mất nước thì tôi đi với mấy người anh người chị qua bên đây trước. Dạ, vâng. Nên anh Tài với anh Thiện tại vì lo đi thăm bạn gái nên bị kẹt ở lại, cái đó là chuyện có thiệt. Dạ, dạ. Nên mấy anh em cách nhau cỡ chừng 6 năm, nên 81 á thì anh Chí Tài với anh Chí Thiện mới qua. Lúc đó ba mẹ mới cho tiền để chúng tôi lập lại ban nhạc, mua nhạc cụ. Từ đó là chơi đánh luôn, chơi nhạc luôn cho đến cỡ chừng năm 97 á. Dạ vâng. Thì lúc đó mới dọn xuống San Diego. Dạ. Anh Nghi với lại anh Thái còn nhớ là trong em Vân Anh nhớ là khoảng thập niên 90 đó, khi mà Vân Anh mới sang San Diego, mới sang Hoa Kỳ thì cũng biết tới ban nhạc gọi là Chí Tài Brothers. Thì lúc đó là ban nhạc Chí Tài Brothers đó là phải nói là rất là nổi tiếng trong cái thời gian đó phải không anh? Dạ. Và thường xuyên đánh nhạc cho các trung tâm như là Thúy Nga phải không anh? Dạ. Và anh Thái đã sinh hoạt trong ban nhạc Chí Tài Brothers lâu không anh? Chắc trên dưới chắc cũng gần 11 năm là đánh thường xuyên. Cái sau đó bắt đầu phải lo đi học ban đêm, sinh hoạt gia đình. Tôi lập gia đình sớm. Yeah. Nên lúc đó ông thầy, người thầy đánh trống là ông Peter, ông mới vô ông thấy. Yeah. Thì lúc đó mà vừa lúc đó thì ban nhạc lại quay rất là nhiều và thường xuyên cho Thúy Nga Paris. Yeah. Nên tôi thì chỉ được cái hân hạnh quay được chừng 3-4 cuốn thôi. Yeah. Trong vòng 2 năm. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui cho San Diego của chúng ta khi mà anh Chí Thái đã chọn San Diego là nơi đất lành chim đậu. Và từ đó thì chúng ta có sự hiện diện của ban nhạc The Mystic phải không anh? Dạ. Cái sở trường của anh là các nhạc cụ gì anh? Thật tình đó là cái nghề chính là chỉ là đánh trống thôi chứ dạ, đâu có còn tài năng gì khác nữa. Là anh, dạ, trong ban nhạc The Mystic thì anh là người đánh trống phải không ạ? Đánh trống. Dạ vâng. Và thưa quý vị, bên cạnh anh Chí Thái là nam ca sĩ Dương Nghi của chúng ta, một khuôn mặt rất là quen thuộc trong các sinh hoạt văn nghệ. Và đặc biệt là anh lúc nào cũng hăng say đóng góp cho các công tác thiện nguyện của San Diego của chúng ta trong hơn 20 năm rồi phải không anh Nghi? Anh Nghi tham gia cùng với ban nhạc The Mystic với anh Chí Thái bao lâu rồi anh? Thật sự thì anh cùng tham gia với Chí Thái khoảng một năm nay thôi. Vâng. Nhưng mà anh với lại Chí Thái quen nhau trên 20 năm. Thì trước đó thì song song đó thì anh cũng có một ban nhạc riêng. Ừ. Nhưng mà cuối cùng thì tụi anh quyết định là kết hợp lại. Tại anh, vì... Dạ, anh Chí Thái là ở trên Orange County mà anh quen với anh Chí Thái tới 20 năm phải không anh? Ừ, tại lúc đó tôi xuống năm 96. Nên lúc đó mới bắt đầu gặp Dương Nghi. Dạ. Yeah. Yeah. Wow, anh Dương Nghi là nổi tiếng từ 96 rồi hả anh? Nên lúc đó chưa, đang còn chỉ biết đạp xe đạp thôi. Lúc đó chưa đạp xe đạp quý vị. Vâng, thưa quý vị, sở dĩ anh Chí Thái nói về đạp xe đạp thì thưa quý vị, anh Dương Nghi ngoài việc anh là một người rất là đam mê trong lĩnh vực anh âm nhạc, anh đã hát từ lúc mà anh còn ở Việt Nam. Anh hát từ lúc mấy tuổi rồi anh? Thực sự thì anh hồi thời trung học thì anh có hai cái đam mê đó là hát và chơi đá bóng. Yeah. Thì tình cờ thì được sự một sự rất là may mắn thì năm lớp 11 thì anh được tuyển chọn vô đội bóng của Long An. Yeah. Tức là professional á. Yeah. Thì anh song song thành ra cái vấn đề mà hát á, thì
thì nó phụ thôi. Thành ra anh phải bắt qua là cái ngày chánh của anh là đá banh. Thì anh đá banh cho nó từ lúc 11 cho đến năm 86 thì anh qua đây. Và thưa quý vị, Vân Anh được biết là khi mà anh định cư tại San Diego thì anh cũng tiếp tục cái đam mê của anh là anh cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ thể thao Hùng Vương. Phải không anh? Đúng. Dạ. Anh cũng có đá cho những cái đội Mỹ ở đây. Dạ, thì vâng. Thời gian đó là cái phong trào đá bóng ở Mỹ nó chưa thịnh hành lắm. Dạ. Thì anh cũng có đá cho những cái câu như là mấy cái club như là Mỹ hoặc là Brazil rồi đó. Nhưng dạ. mà cái đó là chỉ đá cho vui mà cuối tuần thôi. Dạ, đặng vâng. cho nó bớt cái sự đam mê của anh thôi. Anh đá cũng từ đó mà anh đá khoảng 20 mấy năm thì coi như là chấn thương rất là nhiều. Thì cuối cùng á, thì cách đây khoảng 3 năm á, là bác sĩ nói là anh cần cái đầu gối mới. Thì trong thời gian nó rất là buồn tại vì anh phải bỏ đá banh. Nhưng mà cũng thời gian nó rất là may, có một người anh, anh cũng quen một người anh đó. Người đó đang chạy xe đạp. Thành ra anh thử coi như thế nào. Nhưng mà không ngờ anh vô được cái món xe đạp này là anh rất thấy rất là thoải mái. Cái đầu gối anh hết đau luôn. Tại vì hai cái bắp thịt hai bên nó đã giữ được cái đầu gối anh. Mà hiện tại là cái đầu gối duy nghi coi như là cần cái new knee quý vị ơi. Là teo tu luôn rồi. Là coi như là xong. Nhưng mà nhờ đã xe đạp á là bây giờ anh hết đau rồi. Anh hết đau. Hay quá. Nhưng mà anh biết là cái đầu gối anh vẫn hư nhưng mà hai cái bắp thịt hai bên nó giữ được cái đầu gối thăng bằng hơn. Ở lúc trước á, là mỗi lần đi làm về phải đắp nước đá mỗi tối every day. Nhưng mà bây giờ rất khỏe. Nếu mà quý vị có một nhã hứng mà đạp xe đạp á, rất là tốt quý vị, rất là khỏe người mà coi như là không có bị chấn thương nhiều. Chỉ có một cái là chạy ngoài đường thì nhiều khi quý vị cảm thấy hơi nguy hiểm thôi. Nhưng là xe đạp mắc lắm. Xe đạp mắc lắm, xe đạp đạp chuyên nghiệp mắc. Thì đúng, xe đạp vì tiền nó của nó thôi. Trở lại với ban nhạc The Mystic của chúng ta đó, thì trước khi mà đi vào cái talk show ngày hôm nay đó anh Thái, thì Vân Anh có lên Facebook để hỏi là quý vị muốn hỏi những câu hỏi gì. Thì đã có một câu hỏi của một vị khán giả cho biết là tại sao lại có chữ Mystic, nó có một cái gì đó huyền bí trong đó hay không, và ai là người đặt cái tên này thưa anh? Có, thật tình ra là một người chủ show, cô ta tên là Connie. Ít người với San Diego biết lắm mà cô ta cũng hay làm show. Dạ vâng. Thì cô ta nói ban nhạc đánh cũng nghe lọt lỗ tai quá, mà tại sao không có chịu lựa tên nhỉ? Tại lúc đó tụi tôi chỉ ráp lời tụi tôi đánh thôi. Dạ vâng. Nên lúc đó mà sao nãy giờ xưng tôi hoài, anh nghĩ vàng anh. Dạ vâng. Nên lúc đó cậu đề nghị là nên lập, nên thật tình ra là cô ta là cái người mà đặt tên cho ban nhạc. Wow. Tại cô ta nói tụi anh đánh mà giống như là huyền hoặc tôi quen thoại người con gái. Wow. Cô ta thích vậy đó. Rồi giờ cô ta đi đâu? Tại đánh hay quá. Cô ta biến mất rồi. Vâng thưa quý vị, và xin được trở lại với quý vị. Đó là ban nhạc The Mystic của chúng ta tại San Diego. Anh Chí Thái có thể kể những thành viên trong ban nhạc của chúng ta không? Có. Thì Dương Nghi là nam ca sĩ. Yeah. Thùy Vân là nữ ca sĩ. Là hai người ca sĩ mà chúng tôi sinh hoạt thường xuyên nhất. Rồi từ đó là có anh Tài Quỳnh là đánh first keyboard. Có Khôi Nguyên là second keyboard, rồi anh Trung Nguyễn là đánh bass, và anh Vũ Đông là đánh guitar đệm. Vâng, thưa quý vị, đó là ban nhạc The Mystic của chúng ta. Khi mà quý vị cần tất cả những cái nhu cầu gì mà cần đến ban nhạc, như là đám cưới, đám hỏi, tiệc tùng, sinh nhật hoặc là anniversary, chúng tôi có cái số điện thoại ở trên màn ảnh để quý vị có thể gọi cho anh Chí Thái để mà có thể hỏi bất cứ những cái thắc mắc gì, và không cần là phải hỏi về bút ban nhạc mà anh Chí Thái sẽ trả lời tất cả cho quý vị thắc mắc, kể cả gỡ rối tơ lòng, phải không anh? Chắc chắn 100%, không có tốn tiền. Không có tốn tiền. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Chí Thái cũng như là anh Dương Nghi cũng xin được thông báo với quý vị những cái sinh hoạt sắp tới của ban nhạc The Mystic. Thưa quý vị, mỗi năm thì tại vùng Orange County của chúng ta đều có chợ đêm, phải không anh? Có. Nhất là chợ Tết. Họ gọi là chợ Hoa. Dạ, chợ Hoa. Và ngay tại Thương Xá Phúc Lộc Thọ là cái trung tâm của cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì quý vị còn nhớ là mỗi khi mà chúng ta đi chợ Hoa thì lúc nào ở trên sân khấu cũng có cái ban nhạc để cho chúng ta đến, ai mà có đi ngang thì có thể hát. Thì đặc biệt năm nay
người trong ban nhạc mà đánh trong 3 ngày Tết đó là ban nhạc The Mystic của chúng ta tại San Diego. Anh Thái ơi, anh Thái có thể cho quý vị khán giả được biết là tại sao mà ở San Diego mà lại lên tour Santa Ana để mà đánh, và được biết là tại Orange County thì có rất là nhiều, ban nhạc có hay. Rất dạ, mà sao mà anh Thái tham gia được vậy anh Thái? Yeah, tại vì cũng nhờ một người bạn giới thiệu, cô ta tên là Tammy. Yeah. Hồi mùa hè thì họ gọi là chợ đêm. Dạ. Yeah. Yeah. Mùa hè họ gọi là chợ đêm, nên cô ta book được hình như 3 ngày nhưng mà cách tuần cái không có ban nhạc, nên cô ta muốn làm việc chung với ban nhạc Mystic, mặc dù tụi anh thì hơi xa, ở hơi xa. Nên cái lúc lên đánh thì cũng cảm ơn tất cả các khán giả đó, tại vì phần đông là cái chương trình là chương trình hát cho nhau nghe. À, đúng nên rồi, họ đúng thích rồi. Lên họ hát rồi tự đánh full roll. Là hay muốn hát gì hát, nói tông gì, có người hát tông trên trời, tôi đánh dưới đất cũng được nữa, nhưng mà rất là vui. Dạ, vâng. Nên có một cái tính cách khôi hài trong gia đình và rất là văn nghệ, nên tất cả khán giả, cho nên nhất là những người chủ của những gian hàng đúng trong rồi, chợ đêm đó, họ rất là thích. Dạ. Không phải là thích là tại vì tôi đánh hay gì đâu, tại trên đó có rất nhiều ban nhạc của đây, giống như là toàn là dân mà cao tay cao cấp trên mặt đàn anh không, nên hên thôi thì chắc ban giám đốc của Phước Lộc Thọ thấy tội nghiệp nên họ book 3 ngày. Ý chị Thái nó là chị Thái dễ thương. Vâng thưa quý vị, và chợ hoa tại Thương Xá Phước Lộc Thọ trong năm nay để đón Chúa Xuân vào ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Trước Tết thưa quý vị, ngày hôm nay đó là ngày mùng 1 Tết của chúng ta là vào ngày mùng 5. Cho nên là ngày 29, 28 và 27 Tết. Rất là vui. Quý vị có dịp đến với Phước Lộc Thọ mua để ngắm chợ hoa cũng như là sắm Tết thì quý vị nhớ ghé vào để mà xem ban nhạc The Mystic của chúng ta đánh và nhớ ghi danh để hát phải không? Dạ, có mặt anh Nghi không anh Nghi? Có, anh ngày hôm đó là anh sẽ làm phần MC. MC Dương Nghi. Mà nếu mà quý vị có muốn hát thì liên lạc với Dương Nghi. Quý vị muốn ghi danh bài hát mà bài hát nào cũng được hay là phải nhạc Bảo Xuân? Bảo đảm là gà nhà lên hát trước. Em thấy là ở trên Orange County đó thì rất là đông, tại vì thập phương tới rất là đông phải không anh? Nhưng mà tại vì là gà nhà cho nên anh Dương Nghi nói là quý vị tại San Diego của chúng ta có dịp đến thì ghé vào hát một bài nhạc xuân để cho khán giả của Orange County, và chúng ta có anh Dương Nghi là người sẽ nhưng mà quý vị đừng nói là mình là fan nha. Nhưng mà không được đâu, trên đó họ có một cái list. Yeah. Họ ghi lên đàng hoàng nên mình chỉ lại mình đến đúng đến thiếu tự thôi. Yeah, là chương trình là bắt đầu 5:30 đến 10 giờ mỗi ngày. 5:30 chiều cho đến 10 giờ mỗi ngày phải không anh? Yeah. Và thưa quý vị, tuần lễ kế tiếp thì tại San Diego của chúng ta hàng năm Liên hội Tuổi Trẻ cùng kết hợp cùng với Hiệp hội Người Việt tổ chức hội chợ Tết miễn phí cho tất cả đồng hương của chúng ta đến tham gia ngay tại công viên Miramisa. Và một lần nữa năm nay thì ban nhạc The Mystic cũng sẽ phụ trách phần văn nghệ ngày hôm đó. Mình đánh 2 ngày luôn phải không anh? Đánh 2 ngày. Hội chợ thì là em như em biết là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Dạ, vâng. Nhưng mà thứ 6 thì họ hát nhạc rap không mà nên ban nhạc quýnh hay quá không ai mướn. Dạ, cho lớp trẻ thôi. Thứ 7, Chủ nhật. Dạ, vâng. Thì thứ 7 thì có Trúc Lam, Trúc Linh. Dạ. Và Chủ nhật thì có ca sĩ Diệp Thanh Thanh và Tuấn Quỳnh. Dạ, vâng. Ở trung tâm Asia và Thúy Nga Paris. Ừ. Và thưa quý vị, một lần nữa không thể thiếu hai người ca sĩ của ban nhạc The Mystic, đó là anh Dương Nghi cũng như là Thùy Vân. Dạ. Phải không thưa quý vị? Và một lần nữa mời gọi quý vị đến với hội chợ Tết do Liên hội Tuổi Trẻ là các em sinh viên tổ chức suốt 14 năm vừa qua, và cá nhân Vân Anh lúc nào cũng đồng hành với các em để mà tổ chức hội chợ Tết. Chúng ta phải có bổn phận giúp các em một tay để mà các em tiếp tục tổ chức những cái hội chợ Tết miễn phí cho tất cả mọi người tới vui xuân. Thì Vân Anh xin chúc cho ban nhạc The Mystic trong năm 2019 sẽ đón nhận được sự ủng hộ cũng như là sự yêu thương của khán thính giả tại San Diego nói riêng và các vùng phụ cận nhiều hơn nữa. Anh chị thấy ha? Yeah, cảm ơn Vân Anh. Thẳng Tết sắp đến xuân kỷ hợi, tôi xin đại diện các anh chị em trong ban nhạc Mystic, Dương Nghi, Thùy Vân và các anh chị em chúng tôi xin mến chúc quý thính giả của đài VNTV được một năm mới an khang thịnh vượng, giàu có và tiền vô như nước, tình yêu đầy tràn đầy. Khi mà Tết đến đó anh, thì thường thường chúng ta hay ăn những cái món ăn mà truyền thống của ngày Tết. Thường thường anh Dương Nghi Tết thì anh thích ăn món gì? Anh Tết hay không Tết anh cũng thích ăn cà ri.
cái món thích nhất của anh Dương Nghi là cà ri. Quý vị có thắc mắc tại sao mà Dương Nghi thích ăn cà ri thì quý vị có thể ra Hội Chợ Tết gặp trực tiếp anh Dương Nghi để mà hỏi luôn ha quý vị ha. Nhớ nha quý vị, nếu mà quý vị rủ Dương Nghi đi á, cà ri. Ok, trước thềm năm mới thì Dương Nghi cũng xin được kính chúc tất cả quý vị đài VNTV thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và mua coi như là an khang và thịnh vượng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.